Xin chào các bạn, mình là Lam. Hôm nay là mình sẽ test thử 3G trên Windows Phone 8.1 hay còn gọi là hack của 3G Mi Max. Các bạn xem nhé. Đầu tiên là mình sẽ soạn tin nhắn 191 cho các bạn biết là còn 0 KB. Kiểm tra tài khoản gửi đến 191. Đây các bạn nhìn còn 0 KB. Rồi mình trở về. Rồi, bây giờ thì mình vào phần xem tốc độ mạng. Vì mình đã chuyển 2G thành 3G rồi. Rồi, bây giờ xem kết quả của mình nhé. Các bạn xem tốc độ đến 800. Tốc độ đào lên. Trước khi mình chưa lên Windows Phone 8.1 thì nó không lên được đến mức này. Và tốc độ đào của nó không thể lên cao đến 161 KB trên giây. Mà khi mình lên được 8.1 thì mình hack 3G. Mình vào YouTube, mình request cho các bạn xem. Mình gõ phim HD. Ôi. Nhà ngoại cảm. Mình chọn phim HD. Không nghe màn hình. Đây, của mình đã lên màn hình rồi. Bây giờ mình sẽ load các bạn là một nửa. Xem các bạn là các bạn chú ý nhá. Mình load một nửa. Xem nó nhanh hay không nha. Quá nhanh phải không các bạn? Bây giờ mình load gần hết nhá. Sao? Còn bây giờ mình xin chỉ cho các bạn là vẫn như phương án cũ, vào mạng di động và vào cài đặt sim, các bạn chuyển thành 2G, xong rồi các bạn vào e của internet của Windows Phone, bạn lướt web, bạn vào YouTube. Tuy nó chậm một chút nhưng mà cứ kéo. Trong một lúc sau, khoảng tầm 2 phút là bạn quay lại bạn chuyển 2G thành 3G. Rồi. Khi mà cái trên đây là vẫn còn 3, còn E thì các bạn thì vào phím gọi và nhấn phím thăng thăng 3282. Update. Setting. Và các bạn chuyển thành 3G dưới này. Đây, cái này vẫn giữ nguyên. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.